Rồi hiện tại em đang lên bò giao khách nè cô chú chị. Đó bộ mẹ con lên là trưa nè, khách chốt luôn nè, với bộ mẹ con 37.500, bộ mẹ con kem siêu lực ha. Lên ba con địch. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi của chú anh chị mình hình ảnh của một con đực lở ha. Đó, một con đực kem lở của chú anh chị. Bò này thì 14 tháng tuổi nè. Đó thì chiều cao này em đo con bò này chiều cao là 1m36. Đó 36 và 7 bò của chú anh chị. Đó còn gồm bò tướng tá thùng dạo nè. Đó thì của chú anh chị nào thấy ưng con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó, tướng tá cấp mình con này thì rất hay cô chú chị. Đây, tướng tá cấp mình con này nè. Đó, em nói con này xương sóc thì khỏi nói luôn cô chú chị. Con này cái dàn xương sóc thì khỏi nói luôn. Đây đít nè. Đó, đít lưng nè cô chú chị. Lưng dài nè, thấy không? Tướng tá cấp mình thì khỏi nói luôn. Đây xương nữa nè. Nói chung con này là xương sóc thì cối luôn cô chú chị. Nó xương sóc chân móng sò ha, chân móng sò cùm đứng thẳng, con bò này chân móng thì đứng rất khéo cô chú chị. Nó chân móng sò cùm đứng thẳng ha. Con bò ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó chân móng đứng rất khéo cô chú chị. Đó thì anh chủ nhà cũng bán con bò được lỡ này với giá là 36 triệu. Đó thì cô chú chị nào thấy con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Nó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó, tướng tá thùng dậu con bò này nè. Nó em bỏ nói con bò này cấp mình rất hay nha cô chú chị. Nói con bò này cấp mình rất hay ha. Nó nắng chá chá cũng khoái. Nó chân móng sò cùm đứng thẳng, tướng tá cấp mình nè. Đó. Đây. Hết biết con bò không cô chú chị coi nè, em lấy hết tướng bò nè. Đó với giá là 36 triệu ha. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng con bò này cứ liên hệ số điện thoại để màn hình. Đây phần hai chân trước đó nè cô chú anh chị. Đó, phần hai chân trước nè, hai chân sau nè, hai chân sau nè. Nó chân móng thì đều chân móng sò ha, chân móng sò cùm đứng thẳng. Nó bò thì 14 tháng tuổi ha, chiều cao là 1m36 và 7 bò. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng con đực lở này thì cứ liên hệ số điện thoại để màn hình. Đó phần mặt mày nè cô chú anh chị. Đó phần mặt mày nè. Đó phần mặt mày con đực này nè. Đó sân lưng nè. Đó thùng dạo. Đó giá là 36 triệu. Thì cô chú anh chị nào thấy ưng con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó tướng tá cấp mình nè cô chú chị thấy không. Em nói con này xương sóc bự lắm nghe cô chú chị. Con này xương sóc cối luôn. Nó xương sóc nó rất to nha. Đó em nói con bò này xương sóc rất to. Đó thì nói chung thì cái lụng này thì bò này về mình nuôi ít tháng nữa là mình sẽ ra chuồng cô chú chị, về mình thúc ít tháng nữa mình sẽ ra chuồng. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mình mua về mình nuôi vú béo thêm ha, còn giá cả không hợp lệ mình đợi mình kiếm con khác nha cô chú chị. Đó thì em nói chung thì mai em có chuyến đi giao về Củ Chi với Tây Ninh. Đó rồi mốt em sẽ giao về Cần Thơ ha, Vĩnh Long. Đó thì bà con nào ở vùng đó có mua thì em sẽ ghép xe cho bà con mình đỡ tiền phí xe. Đó thì hình ảnh và giá cả con đực lở này em cũng gửi đến đầy đủ của chú chị mình rồi. Đó thì của chú chị nào thấy ưng con đực lở này cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó tướng tá cấp mình nè của chú chị thấy không. Đó thì ba con đực lở kia thì tại cũng có mấy anh mấy chị hỏi mua một con đó. Đó nhưng mà chủ nhà thì bán hết ba con. Đó thì bao nhiêu nói chung ba con lỡ đây em bán rồi, bán về Củ Chi rồi cô chú chị. Đó thì em lên con lẻ này nè, thì cô chú chị nào thấy ưng thì mình mua ha. Rồi thì hình ảnh và giá cả con được lỡ này em gửi đến cho cô chú chị mình xong. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì gửi cô chú chị mình hình ảnh của ba con đực kem ha. Đó ba con này thì lụng 5 tháng tuổi nè của chú chị, nhưng ba con này nói chung thì kiểu mẫu thì rất đẹp ha.
Con này thì kiểu mẫu khỏi chê luôn của chú chị. Ở trong đây thì có con này nhỏ nhất ha. Nhưng mà con này lúc trước nó có bị viêm da nó cục là 231 gì mà nó hết rồi của chú chị. Đó, con này thì chiều cao 1m3 lẻ 4 bò. Tai dài đòn lực lạc ha. Ba con thì đều chân móng sò không nghe của chú chị. Nó không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì của chú chị nào muốn mua ba con bò này cứ liên hệ cho chúng tôi để tình hình. Đây. Đó, trong đây thì nói chung thì ba con thì đều đuổi không chú chị. Đấy, dạ. Nó ba con thì đục tuổi ha. Con này thì cái sừng nó cũng sừng da nè, nó không ra nữa nè. Đây lưng thì lưng đôi không nè. Đó, ba con thì đều lưng đôi không nè. Đó, ba con lưng đôi không ha. Đây, con này đục tuổi nè. Ba con này mặt mày rất khéo của chú chị. Đó, con này thì chiều cao 1m3 lẻ 4 bò. Còn con này thì chiều cao 1m07. Con giữa chiều cao 1m07 nè của chú chị. Nó con bề này chiều cao 1m06 ha. Nói chung thì mấy con bò này kiểu mẫu rất đẹp nha cô chú chị. Đó, chân móng thì chân móng sò không ha, xương sóc nè. Đó thì em quan sát là chân móng hoàn thiện, nó không ốp xe là xuống đúng xuống ruột gì. Đó thì cô chú anh chị nào mua thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đây phần đít nè cô chú anh chị. Đó, còn nào nấy đít nè, đít nở dài nở ha. Đây, nó dài nè cô chú anh chị. Nó dài là dài đôi không. Đó, dài dài đôi không. Đó thì anh nhà cũng bán ba bò với giá là 46 triệu. Đó, giá 46 triệu giá này thì chốt luôn không còn thương lượng nữa nghe của chú chị. Đây. Đó, bò kiểu mẫu nè. Của chú chị coi nè. Con nào nấy kiểu mẫu rất đẹp ha. Đây chú nó bán cùng mình nè chú chị. Nó ba bò này kiểu nó đẹp. Đó, mình nhỏ tháng cho ba con này kiểu đẹp nghe của chú chị. Đó, chân móng thì chân móng sò không ha, kiểu mẫu thì nó đẹp bò. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Nó còn muốn gặp anh thì đó cô chú anh chị. Em nói ba con này thì nói chung nó nhỏ tháng ha, nó 5 tháng tuổi nhưng mà ba con này kiểu mẫu rất đẹp cô chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng ba con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em hiển tin số chủ nhà cô chú anh chị điện trực tiếp ha. Đó thì ba con này giá là 46 triệu. Đó, giá chung giá này thì chốt không còn thương lượng nữa nghe cô chú chị. Đó, em nói ba con bò này không còn thương lượng nữa đó. Em cũng thương lượng sát giá cho bà con mình hết rồi. Đây. Đó, chân móng nè. Đây đít nè. Con nào lấy cái đít nè cô chú chị thấy không? Lưng nè. Lưng thì lưng đôi không nè. Đó, lưng thì lưng đôi không, dài đôi lưng đôi không cô chú chị. Đó. Đây, con này nè, con này cái dài của nó nè cô chú chị coi nè. Cái đít nè, hết biết cái đít không? Dài đít của nó nè cô chú chị coi nè ha. Đó. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đây, chân móng xương sóc nè. Nói chung thì không có con nào bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì nha cô chú chị. Nó bò này không mà ốp xe xuống rúng xuống ruột gì ha. Đó, ba con thì kiểu mẫu rất đẹp. Đó, kiểu mẫu rất đẹp nha cô chú chị. Đó, xương sóc nè. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng ba con bò này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em hiển tin số chủ nhà của chú chị điện trực tiếp ha. Đó, con chú anh chị thấy kiểu mẫu không? Đó, kiểu mẫu xương sóc nè. Đó thì em canh chân nuôi bò Bến Tre mà sống được 2 giờ trưa, 7 giờ tối hàng ngày. Đó, con này thì chiều cao nó 1m06 lẻ 7 ha. Đó, còn con này thì cũng lẽ 6 lẻ 7 nè cô chú chị. Con kia thì 1m03. Đó, chân cẳng đứng thẳng rẳng nè, chân móng sò đứng rất khéo ha. Đó, thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp. Đây phần mặt mày nè cô chú chị. Đó, con bò nó đóng, ba con bò này nói chung thì đóng mặt mày rất khéo. Đó, mặt mày rất khéo đẹp. Đó. Rất khéo rất đẹp nha chú chị, dài đòn ha, lực lạc. Đó, tướng tá cấp mình nè chú chị thấy không? Đó. Tướng tá cấp mình thì khỏi chơi luôn. Đây đít nè. Đó, con chú chị thấy đít không? Con nào nấy nè. Đây con nhỏ nè, cái kiểu nó cũng hay bò nữa nè cô chú chị.
Đó. Nhỏ này kiểu thì rất hay ha. Đó thì không con nào bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng ba đực này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Ok. Đây con giữa này là con này là con sắm móc nha cô chú anh chị. Đó con này thì con sắm móc nè. Đó con này con sắm móc ha. Đó. Cái dòng sắm móc này nuôi dần luôn cô chú anh chị. Đó tại nói chung thì bò này nhỏ tháng mới 5 tháng tuổi vậy. Đó thì bốn con này giá là 46 triệu. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng thì liên hệ số điện thoại để trong màn hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì đi cho em hiển tin số chủ nhà cho cô chú anh chị mình trực tiếp ha. Đây xuống tá thăm mình nè, thấy không? Con này pin lực dữ dằn luôn. Đít nở dai nở ha. Nó đít nở dai nở nha cô chú anh chị. Đó thì hình ảnh này tất cả các ba mình này thì em cũng gửi đến đầy đủ của chú anh chị mình rồi. Đó là cô chú anh chị nào thấy ba mình thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em số chủ nhà cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì hình ảnh và giá cả của ba đợt này em gửi đến cho cô chú chị mình xong. Rồi thì bây giờ tiếp tục video đang bán ngày hôm nay.